Rồi, hello, xin chào mọi người nhé. Rất vui mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình đang câu ở ngoài cống Hương ấy, mình đang câu hóng ở ngoài đó thì gặp cậu Quynh, cậu bảo là ở ngoài bè cá cũ của chú Tuấn ở Hương Trai, Lương Tài, Bắc Ninh thì cậu Phong là cậu ấy câu được khá nhiều cá ngạnh to, nên là mình muốn là mua một con về để thưởng thức xem. Cũng lâu rồi mình không được thưởng thức cá ngạnh sông Thái Bình thì mà về nấu món ngạnh om mẻ thì ngon tuyệt vời mọi người ạ. Quynh thì là một cần thủ, trước đây thì cũng hay câu hóng ở cống Hương và trước đây cũng từng nuôi cá ở bè cá của chú Tuấn, nên là Quynh với Phong là chơi với nhau. Phong bây giờ đang nuôi cá ở bè cá nhà chú Tuấn mọi người ạ. Thì Phong vừa nuôi cá vừa câu cá ngạnh. Đây bây giờ mình xem cá ngạnh của Phong có to không nhá. Rộng vào đây đấy hả? Cá ngạnh nó không nhảy đúng không? Con này vừa mới câu được. Con Câu được cá. Thôi tí để thôi, tôi con này. Một con được anh. Ừ, lấy một con ăn đã. Vâng. Đây là cái cần nục của ông Quynh ông câu đây. Cần thủ Quynh. Cậu Phong chủ lòng cậu bảo cho mình xuống câu rồi, nhưng chỉ một mình được câu thôi. Hôm nào mình sẽ xuống đây câu. Hiện giờ cái lồng cá này đã bán cho chủ khác rồi thì Phong bây giờ đang nuôi cá ở đây và trông lồng đây luôn mọi người. Nên cái lồng này bây giờ không cho câu nữa. Trước đây lồng này của chú Tuấn là chủ cũ thì chú ấy cho câu cả ngày thu 30k một cần thủ. Nhưng bây giờ như vậy là chuyển chủ mới rồi, nên là chủ mới họ không kinh doanh cho các cần thủ câu nữa mọi người ạ. Mình xuống lồng được khoảng 15 phút thì Quynh mới trưởng đến. Thì bạn Quynh thì ngày nào bạn cũng chở lồng gà, lồng vịt ở các cái lò mổ về để cho cá chấm cỏ ở đây ăn mọi người. Đấy, mình thấy mọi người ở đây cho cá chấm cỏ ăn lồng gà, lồng vịt để đỡ giảm cái lượng cám cho cá ăn đi. Trưởng thì là cũng là một cần thủ câu rất là sát cá. Và mình đã từng gặp câu cá ở đây rất nhiều lần rồi mọi người ạ. Và trưởng từng nuôi cá ở đây rồi nhé. Con vừa lấy rồi mới Ba làm. cần thủ này Con vừa lấy phải được cân. nuôi cá và câu cá ở đây thôi, chứ Đâu? không ai được câu mọi người. Bây giờ ba anh em ra bè chơi và xem Phong câu cá ngạnh ở ngoài cống ngâm ngoài kia, và tí mấy anh em bắt cá để bán cho khách và mình bắt luôn một con nhé mọi người nhé. Nó rúi xuống à? Nó giật cái tung ấy, tung cần. Đã cắn không? Bèo, chơi gì chơi. Chắc mắc gì bèo. Bèo trôi. Đấy là cá cắn, cá chỉa. Đúng rồi, mất tay quay phải đánh kiểu đấy. Đúng rồi, mất tay quay đánh thế. Đúng rồi, cũng nhanh. Đầu tư cả một cái lồng để giọng cá ngạnh. Con gì ấy? Con bé. Con bé con to hơn. Khó nhìn nhỉ? Cá ngạnh. Xem có vào khe không?
Vì ông xúc ông đi cho hết mẹ rồi. Có. Như con nào? Đây đây. Con này chim. Con đéo đéo thì bé này. Năng. Con bò. Nằm nhà. Hết rồi. Ủa? Ở đây đây đây, khó nhìn thật. Con ấy còn mấy con đấy. Tay thì nó mới vào. Cá ngạnh sông ấy, câu được nhưng mà cậu để ở đây nhiều. Con nào to gì ạ? Thôi thế rồi. Ở đây con to rồi. Ba con đi. Ba được bốn, ba con được, ba con to được. Lần sau rộng một cái bé bé thôi dễ vớt, Phong ạ. À rộng to thì thoải mái à. Nheo, không có con nheo kìa. Nheo. À lại rồi. Đây rồi. Rất đắt hàng cá ngạnh nha. Con nữa mà. Cũng mẹ túi rồi. Con chi ra đây. Đâu con ở trong này con. Bên kia thôi đi. Con này con gãy xương luôn rồi. Đó nó ở trong cái góc đó. Ừ, con trước trước rồi. Hơi nóng tay, hơi nóng tay. Con trước trước rồi. Đó. Đúng rồi nói. Cá ngạnh nhá. Ai ăn cá ngạnh cứ về đây. Đại nghĩ cá ngạnh câu rất nhiều. Này được mấy mấy hôm mà được từng đây hả Phong? Một hôm anh. Một hôm ăn mạnh thế à? Nhiều nhỉ. Ra đây. Nhảy vào đây. Nhảy ra ngoài. Không nhảy được. Còn ba con này có được bao nhiêu đã đoán à? 2 cân 7. 2 cân 3. 2 cân 7. 2 cân 3 thao, thao 6 lạng nhá. 8, 3, 2, 4. 2 cân 7. 8, 3, 2, 4. 2 cân rưỡi. 2 cân rưỡi. 2 cân 6, 2 cân 7. 2 cân rưỡi thêm được. 2 cân trừ đi 6 lạng, 2 cân 4. Con phải nghĩ anh nhìn cá 4.500 cá. Trừ đi là còn bao nhiêu? 8, 3, 2, 4. 8 lạng con. 8 lạng con. Đâu con này gái. Đều đều 7, 8 lạng. Thế bằng một, gần bằng một nửa con kia bạn. Nói rất hay. Cá ngạnh. Cá ngạnh này. Cá ngạnh này mà để cái ngạnh nó đâm vào tay buốt lắm nhỉ Quỳnh nhỉ? Buốt. Hả? Nhưng cá này ông đã bờ bị nó đâm vào tay chưa? Cẩn thận đấy, Quỳnh ạ, nó đâm vào tay buốt lắm đấy nhá. Mất nó lại thả xuống sông. Kia nó vừa thò cái tay mất luôn. Đúng rồi, thế này đây, để trong đấy mà luồn dây luôn. Vừa nó mang nó. Con ngạnh này cân tư nhỉ, to, vật vã. Có con có người bắt con 2 cân hơn 2 cân có. Hơn 3 cân, 3 cân 8. Ui, có con 3 cân 8 à? Ờ, khiếp nhỉ. Nếu con 3 cân 8 thì còn kinh khủng nữa. Xóa ra ngoài rồi. Cái xóa kiểu này nhá, trước em đi cá câu, cá đấy. Câu hồ ấy, mẹ xóa kiểu này nhá. Vứt xuống ao hàng tuần nếu chết. Đúng rồi. Thích. Đây, cân con cá không cho nè. Chuẩn. Đúng con tư thật. Đúng con tư thật. Tôi đây thả thằng này này, thằng mà thả đấy cũng được, tí về thì nhấc. Anh bảo em không câu được cá to á. Mày hay nói phét lắm. Rồi sẽ gặp con to tướng nữa. Mình bảo chưa giờ mày câu được cá nheo. Thế đêm nó câu luôn cá nheo thật. To không? Con nheo đấy phải to bằng con này. To bằng con này. Ba thằng ăn không hết. Ba thằng chung mày ăn. Đấy cứ để đấy Quỳnh. Hôm nay tối câu được con 2 cân thì tao bắt được. Cứ cân 4 cân rưỡi trở lên ngon lắm rồi. Mẹ thế
đấy chua. Hoa chuối. Ừ. Nghe, cà chua cho hoa, cho hoa vào nhúng. Ăn ngọt lắm. Nhúng tươi tái thôi. Nó ngọt. Nhưng mà chì của em để bao nhiêu gram? Em chỉ tổ làm 6-7 có lúc còn 2 cái 4 nha. Ừ. Vì nước chảy mạnh này thì phải chì to mà. Chì to hết cỡ, không là có cái bây giờ để tao gọi tao gặp. Thì cao qua đi, tầm 4 còn 4 năm cơn thôi. Sách con này, thằng nào bằng câu con này ngoài hết. Đừng mang về cống gương thả. Này bảo là câu được không? Cá to thế. Ừ. Thôi anh về nhá. Được con nào không ông Dương ơi? Ngạnh không ơi? Mua không ạ? Cân tư. Cân tư không ơi? Được con rô to phết thì ông Dương nhỉ? Ui. Có thì bắt được. Có được cân đúng không? Được. Con này cũng phải được mấy nạng rồi. Con này á? Cũng to đấy. Tầm 8 nạng. Hồi cháu về không con ngạnh kia chết ông ạ. Vâng. Mua của ông Phong. Bán bao nhiêu trăm ấy? 120 không ạ? Một cân. Có một cái nào nhỉ? Lồng nào nhỉ? Lồng nhà ông Tuấn ấy. À. Cảm ơn mọi người đã xem video. Mọi người nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình và đón xem những video mới nhất của mình nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người.